anh rể anh với từ từ ở bên nhau từ lúc nào vậy anh rể em luôn kính trọng anh sao anh lại đối xử với em như vậy phó ngọc trước giao kết tình cảm của em với từ từ thì bọn anh đã ở bên nhau rồi chỉ là bọn anh không muốn làm tổn thương em từ từ đồng ý với em chỉ là vì cô ấy sợ bị lộ chuyện vết sẹo giả kia khiến anh biết thôi nhưng bây giờ em cũng biết rồi giờ nói những chuyện này còn có tác dụng gì anh rể em biết em nợ phó ra nhà anh em chỉ muốn hỏi anh một câu anh có thể chia tay với từ từ không không biết cô ấy đã nghỉ ngơi xong chưa phó ngọc em muốn thứ gì cũng được riêng cô ấy thì không anh rể đây là lần cuối cùng em gọi anh là anh rể hy vọng sau này chúng ta sẽ không có lần nào gặp nhau nữa có gì nói mau. Nếu không phải muốn kìm chân lão phu nhân ở đế đô, thì chỉ với hạng người này mà cũng đòi 5 lần 7 lượt tính kế mình à. Nửa tiếng sau. Sao bên ngoài không có tiếng động gì? Phó Ngọc đi rồi sao? Ngoại trừ Phó Nam Thành thì còn ai có khả năng này? Nhanh như vậy anh ấy đã ra tay vì Tô Thiên Nhu rồi. Tỉnh rồi à? Anh đã nói chuyện gì với phó thiếu rồi hả? Không có, em nghĩ bọn anh nói gì? Em không biết. Tô Tử, cậu ấy nói rất nhiều chuyện của hai người, anh không ngờ tình cảm của hai người lại tốt như thế. Sao? Giận à? Tô Thiên Nhu, tin tức tiêu cực chỉ là tin đồn. Em biết rồi à? Tô Thiên Nhu gọi cho anh Nhờ anh giúp xử lý chuyện trên mạng. Phó tổng, anh không cần nói những chuyện này với em, anh giúp người phụ nữ đó làm chuyện gì đó là tự do của anh, em sẽ không giận đâu. Em ghen à? Ghen á? Có gì mà em phải ghen? Chuyện vặt này chẳng đáng để em bận tâm đến ấy. Hay là Phó tổng mong em sẽ bận tâm? Không có, vậy sao? Thế thì tốt. Phó tổng, hôm nay em còn có việc, em đi trước nhé. Cứ thế mà đi à? Thật sự không để tâm chút nào ư? Phó Ngọc, alo, Phó thiếu. Từ từ, em thật sự lựa chọn ở bên anh rể anh sao? Có phải do anh không đủ tài giỏi chỉ biết chơi game không? Phó thiếu Tôi biết anh thích chơi game, nhưng anh cũng tạo ra game không phải sao? Em biết rồi à? Phó thiếu anh rất tài giỏi, anh có cách nghĩ riêng về sáng tạo, không cần so bì với người khác, tôi tin sau này anh nhất định sẽ thành công. Thật hy vọng sẽ gặp anh ở phiên bản tốt hơn nữa. Ừm, nhất định anh sẽ như vậy. Từ từ, anh sắp về đế đô rồi, tạm biệt. Được, Phó Ngọc, tạm biệt, chúc anh thuận buồm xuôi gió. Mình phải về đế đô thành lập công ty của mình. Đến khi gặp lại anh sẽ trở thành người đàn ông hậu thuẫn cho em. Sợ là không thể ở bên cạnh Phó Nam Thành lâu dài thêm nữa, mình phải nhanh chóng điều tra mật khẩu của cái kết đó. Sư Huynh, Sư Ca, giúp em điều tra ngày sinh nhật của cô Bạch Nguyệt Quang đó của Phó Nam Thành gửi đi